Chi cục Thú y Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản báo cáo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh kết quả giải quyết vụ việc liên quan đến vụ việc nhân viên thú y ra giá trùng chì. Theo đó, Chi cục Thú y Thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý vi phạm của ông Lê Quốc Phú, kiểm dịch viên trạm thú y quận 12 thuộc Chi cục Thú y Thành phố Hồ Chí Minh bằng hình thức buộc thôi việc, quyết định thi hành kỷ luật có hiệu lực từ ngày 25 tháng 4 năm 2014. Chi cục Thú y Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất kết luận ông Lê Quốc Phú đã có hành vi vi phạm việc thực hiện nghĩa vụ của viên chức và những việc viên chức không được làm quy định tại luật viên chức, vi phạm quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng. Trước đó, ngày 18 tháng 3 năm 2014, chúng tôi đã phản ánh ông Phú cùng ông Phạm Thanh Sơn, thanh niên xung phong, làm công tác hỗ trợ tại trạm thú y quận 12 tư vấn và ra giá chung chi để bật đèn xanh cho điểm chứa thịt lậu hoạt động.